Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Breakpoint số thứ 3. Trong số này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm nóng với bóng. Và phần 2 chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật cú đánh trái tay. Trong những phần trước chúng ta đã đi qua tất cả các bài khởi động, căng cơ tĩnh, căng cơ động. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một phương pháp khởi động khác. Nếu mà các bạn đã chơi quần vợt thì các bạn hay nghe được rằng bài khởi động ô nhỏ. Đối với một vận động viên chuyên nghiệp, việc khởi động ô nhỏ rất là quan trọng. Nhưng mà ở những vận động viên phong trào hoặc là những người mới chơi, chúng ta đều bỏ qua cái phần này. Không phải là vận động viên mà những người chơi nước ngoài có bài bản, họ đều rất quan chú trọng việc khởi động ô nhỏ. Vì sao ô nhỏ? Khi chúng ta khởi động, chúng ta sẽ tạo được những cảm giác, những cú đánh của chúng ta như thế nào. Một ngày hôm đó các bạn đánh dở, bắt đầu bằng cái điều khởi động. Khởi động ô nhỏ càng kỹ bao nhiêu thì cảm giác bóng của các bạn sẽ tốt bấy nhiêu. Trong khởi động chúng ta có 4 góc ô nhỏ, 2 đường thẳng forehand, 2 đường backhand và 2 đường chéo. Và chúng ta sẽ bắt đầu khởi động. Và khi các bạn khởi động, các bạn nhớ giống như là chúng ta đang đánh ở dưới phong, nhưng mà chúng ta phải làm động tác rất là nhẹ, kiểm soát được bóng vào điểm rơi. Chúng ta kiểm tra xem cái điểm tiếp xúc bóng của mình có đúng hay không, mắt mình phải theo qua dõi bóng. Và điều đặc biệt lưu ý hơn là chân các bạn phải di chuyển liên tục, vì đa số các bạn khi khởi động ô nhỏ này, các bạn sẽ gặp một cái tình huống rất là thường gặp của những người mới chơi là chúng ta thường như thế này. Chúng ta sẽ đứng như thế này. Chúng ta sẽ không thể nào di chuyển được và chúng ta chỉ có bước từng bước. Nếu các bạn làm như vậy, thứ nhất là các bạn sẽ không tạo được một thói quen cho bộ chân. Và khi đó các bạn vô đánh, các bạn sẽ không bắt được nhịp. Cho nên chúng ta phải lưu ý, khi chúng ta đánh những động tác này, lúc nào chân chúng ta cũng phải di chuyển. Và chúng ta làm thật là kỹ. Sau khi chúng ta đã khởi động 4 góc, 2 đường thẳng và 2 đường chéo, chúng ta đã có cảm giác với bóng. Bây giờ các bạn sẽ tiến tới là khởi động volley. Thông thường chúng ta khởi động volley rất là đơn giản, là chúng ta có một người bạn cũng lên volley và chúng ta bắt đầu bắt volley thật nhẹ nhàng. Thật nhẹ nhàng, chúng ta không phải bắt cho chết, chúng ta chỉ tập làm sao quen được cảm giác bóng qua lại. Và các bạn nhớ, khi chúng ta tập như thế này, chân chúng ta cũng không thể nào ngưng. Các bạn nhớ cố gắng điều chỉnh bóng thật dễ lại cho bạn cùng bắt với mình. Chúng ta chỉ làm quen con mắt, mặt vợt và bộ chân để bước vào. Đó. Forehand, chúng ta bắt volley forehand qua volley forehand. Và ngược lại, chúng ta backhand qua backhand. Chúng ta chịu khó di chuyển một tí xíu. Và nếu như ở một đẳng cấp cao hơn, chúng ta sẽ có một bài tập volley và bắt phong. Để bài phối hợp vừa volley và dưới phong. Bắt volley, sau đó các bạn tập lui về. Thôi các bạn, đánh lên, các bạn lên lại. Bạn lùi về. Nhớ các bạn, đây là một sự phối hợp giữa hai người. Các bạn nhớ, các bạn phải theo được nhịp của bạn bên kia. Các bạn không đánh quá nhanh, mà cũng không nên đánh quá chậm. Các bạn phải theo. Đây là một sự phối hợp giữa hai người. Cái này ở trình độ đẳng cấp tương đối một tí, các bạn có thể sử dụng bài này. Bắt đầu các bạn khởi động cuối sân. Các bạn nên nhớ là các bạn không bao giờ được đánh mạnh liền. Các bạn nên nhớ chúng ta vẫn còn đang giai đoạn khởi động. Chúng ta phải đánh vài quả nhẹ nhàng, điều chỉnh quả bóng vào giữa sân với bạn đối diện của mình.
thật nhẹ nhàng. Và đừng quên chân các bạn hãy di chuyển. Sau khi các bạn đã bắt đầu quen dần với cảm giác bóng ở từ phía cuối sân, các bạn phải tăng lực lên từ từ, điều chỉnh bóng tăng lực lên từ từ. Có rất nhiều bạn mới tập chơi hoặc là chơi có một thời gian rất là lâu rồi, khi vào khởi động thường đánh là một quả, hai quả, đánh và quả thứ ba là mất. Để tập cú thì chúng ta không nên như vậy, thì chúng ta sẽ không được cảm giác bóng. Thần tượng tennis tuần này sẽ là tay vợt có nụ cười rất tươi và đã làm say đắm rất nhiều người hâm mộ quần vợt bằng lối chơi đẹp mắt của mình. Đó là Gustavo Kuerten. Với đỉnh cao sự nghiệp là 3 danh hiệu Roland Garros, danh hiệu đã mang lại cho anh biệt danh Guga. Guga là tay vợt thi đấu với niềm đam mê trái bỏng, đặc biệt khi anh ấy thi đấu trên mặt sân đất nện. Guga sở hữu kỹ thuật tuyệt vời và có phong cách thi đấu rất riêng, đặc biệt là những tiếng thét đặc trưng sau mỗi cú đánh trái tay của mình. Chúng tôi luôn bắt gặp anh ấy cười khi thi đấu và cho dù hoàn cảnh nào, điều đó cũng mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Anh ấy là một trong những huyền thoại đất nện xuất sắc nhất. Cú trái tay của anh ấy rất kỳ diệu, một trong những cú trái tay có độ xoáy cao nhất khi đó. Tại Pháp mở rộng năm 1997, tất cả đã phải ngạc nhiên khi một tay vợt không được xếp hạt giống và còn ít tên tuổi với biệt danh Guga đã giành danh hiệu vô địch chỉ sau 3 set đấu. Hãy nhìn vào những tên tuổi mà anh ấy đánh bại trong nhánh đấu của mình. Những danh hiệu đất nện anh ấy đã giành được trong năm, đẳng cấp của anh ấy đã được khẳng định. Và không ngạc nhiên khi mà Kuerten đã leo lên vị trí số 1 thế giới năm 2000, rồi 3 danh hiệu tại Pháp mở rộng. Tuy nhiên, tại Wimbledon hay US Open, anh không có được thành công tương tự. Chấn thương đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Guga, và anh đã giải nghệ rất sớm vào năm 2008. Đó là năm anh nói lời chia tay bằng việc lần cuối cùng tham dự Roland Garros. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn kỹ thuật đánh cú đánh trái tay backhand. Thì trong cú đánh trái tay chúng ta sẽ phân biệt ra hai cú đánh, một cú đánh trái tay hai tay và một cú đánh trái tay một tay. Trước tiên tôi sẽ giới thiệu các bạn cú đánh trái tay hai tay. Và trở về cách cào cầm vợt của cú đánh trái tay hai tay, các bạn nhớ là các bạn phải cầm tay trái vào cán số 3, tay phải nằm ở cán số 1 hoặc 2, di chuyển cầm cán số 2 và số 1 như thế này. Những cái cán này tất cả không phải là sai. Các bạn nên nhớ các bạn có thể cầm cán số 4 hoặc cán số 2 cho tay trái, và thậm chí và tay phải các bạn cầm là cán số 3. Tất cả đều đánh được, nhưng tất cả những kỹ thuật này họ đều tổng hợp lại cái số của các bạn cầm nào là dễ nhất và thuận tiện nhất cho các bạn khi các bạn vào cú đánh của các bạn. Cho nên đối với lại những hiệp hội giảng dạy tennis nhà nghề hiện nay, họ quy định rằng tay trái hai tay cán số 3 và tay phải cầm ở số 1 và số 2 sẽ thuận lợi hơn cho các bạn. Backhand hai tay, ngón trỏ trên vị trí số 3 và phần thịt ở trên vị trí số 3. Khi các bạn dùng backhand hai tay, tay trái của các bạn sẽ nằm ở phần trên của cán vợt. Tay phải của các bạn sẽ giữ phần dưới của cán vợt và đặt trên vị trí ở từ vị trí số 1, cán số 1 và số 2. Các bạn có thể dịch chuyển để làm sao các bạn cảm thấy thoải mái nhất. Đầu tiên, ở tư thế chuẩn bị chúng ta phải vợt phải ngang tầm mắt, chân phải bằng một vai, lưng các bạn phải hơi chồm về phía trước. Và tiếp theo là động tác split step, bước đệm. Sau đó chúng ta mở chân trái và động tác xoay vai. Các bạn nhớ khi chúng ta xoay vai là vợt sẽ đi ra sau, chứ chúng ta không cố tình lấy vợt ra sau. Các bạn nhớ động tác xoay vai sẽ hỗ trợ cho các bạn kéo vợt ra sau. Khi các bạn đã kéo vợt ra sau, và động tác tiếp theo là động tác các bạn mở vợt. Khi chúng ta kéo vợt ra sau, các bạn nhớ là chúng ta có thể kéo hình vòng cung để chúng ta hỗ trợ lực thêm tí xíu đối với những bạn nữ hoặc những người mới chơi. Các bạn có thể sử dụng cái lúc đó là hình vòng cung cao lên. Còn đối với những bạn thanh niên sức khỏe tốt hơn hoặc là những người chơi thì các bạn có thể kéo trực tiếp ra sau luôn và hạ đầu vợt.
thì các bạn có thể sử dụng bộ vuông góc hoặc bộ tự nhiên để bước lên. Các bạn thấy rõ ràng đây là chúng ta phải đằng trước, mặt vợt cũng phải vuông góc. Và tiếp theo là động tác dẫn bóng. Sau khi các bạn dẫn bóng, các bạn mặt vợt phải đi tới trước. Và chúng ta kết thúc bằng động tác trên vai. Các bạn làm lại split step, mở chân, xoay vai, lấy vợt ra sau, hạ đầu vợt, bước lên, điểm tiếp xúc bóng phải đằng trước và dẫn bóng follow through đi về tới trước, từ dưới đi lên. Và động tác kết thúc, các bạn lưu ý khi chúng ta kết thúc động tác backhand hai tay là cùi chỏ tay trái và tay phải các bạn phải cao như thế này. Các bạn đừng quên rằng có nhiều bạn sau khi đánh tiếp xúc xong các bạn đánh động tác như thế này là không chuẩn. Tất cả đều phải dẫn bóng đi từ dưới lên trên hết đường tay và tự động đi qua bên phải. Các bạn thấy là cùi chỏ tay trái và tay phải đều vuông góc với mặt đất. Sau đó chúng ta trở lại vị trí ban đầu. Ở đây chúng ta sẽ có bạn Trịnh Đức Toàn sẽ làm động tác demo kỹ thuật động tác backhand hai tay. Và cũng giống như động tác bên phải như hồi nãy tôi đã giới thiệu, các bạn đầu tiên sẽ là động tác split step, bước đệm, mở chân, xoay vai, lấy vợt ra, bước lên, dẫn vợt tới điểm tiếp xúc bóng. Các bạn lưu ý giùm đây, các bạn thấy rất rõ. Và một điều tôi cần nhắc với các bạn rằng chân các bạn lúc nào cũng phải hơi trùng. Đa số các bạn sau khi đánh động tác các bạn đều đứng rất thẳng. Ra đây chúng ta phải hạ trọng tâm xuống. Tiếp tục sau đấy chúng ta sẽ dẫn bóng đi hết đường tay của các bạn và các bạn đi lên. Đó. Split step, mở chân, xoay vai, lấy vợt ra sau, dẫn vợt đi tới điểm tiếp xúc bóng và bước lên, hạ trọng tâm, vuông góc, dẫn bóng hết và kết thúc. Các bạn lưu ý thấy khi động tác kết thúc của chúng ta đều có hai cùi chỏ nằm vuông góc với lại mặt mặt sân. Và các bạn để ý, đối với những người khác có một cái tiểu xảo, các bạn để ý là khi chúng ta sẽ nhìn như chúng ta đang được hung được con gọi là kiss, là chúng ta đang hung được con chuột bắp tay của mình mới là động tác chuẩn. Rồi.